Dành đôi phút nhớ về tổ tiên, ông bà và những người thân yêu đã ra đi vào chốn yên nghỉ ngàn thu. Trong giây phút này, chúng ta tha thiết xin Chúa thương thanh tẩy những thiếu sót của các ngài khi còn sống ở trần gian này, hầu xứng đáng hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên thiên đàng. Đồng thời, chúng ta cũng tỏ lòng thảo hiếu tưởng nhớ đến các ngài. Dù khuất bóng, nhưng các ngài đang hiện diện bên Chúa để cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta trong những ngày xuân sum họp bên gia đình. Xin ca đoàn hát. Lời nguyện tín hiếu là ai đọc? Người ta đọc xong mình dâng lên đúng không ạ? Lúc mình dâng lên mặt người ta đọc xong mới bắt đầu dâng. Lời nguyện tín hiếu này, lời nguyện tín hiếu này hôm qua anh không được rồi, anh nói ba người mà. Biết rồi. Hả? Thế là mùng hai. Lời nguyện tín hiếu này. Dạ, đốt rồi, đốt rồi. Xin mời cộng đoàn quỳ. Để nến đi, cắt nến đi. Bật nến, đưa nến vào đi. Đưa nến vào. Nhận nhang. Xin đọc ba lời nguyện. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu và là mùa xuân vĩnh cửu. Chúa đã dựng nên trời đất muôn vật này vì và cho chúng con. Cách đặc biệt, Chúa đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa. Dù con người đã phá vỡ công trình yêu thương của Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu thương ban con một là Đức Giêsu đến chữa lành chúng con. Chúa còn ban Thánh Thần, Đấng thánh hóa soi đường dẫn lối
để giúp chúng con luôn đi trong ánh sáng và tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin chúc tụng Chúa. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, chúng con xin tạ ơn các đấng vì đã luôn đồng hành, nâng đỡ, ủi an và dìu dắt gia đình chúng con trong suốt năm qua, nhất là những lúc chúng con gặp phải gian nan thử thách trong cuộc sống. Mẹ và Thánh cả Giuse đã luôn cầu bầu cho chúng con trước Thiên Chúa. Xin hai đấng luôn giúp chúng con một lòng trung kiên, biết sống cậy trông, phó thác và cũng biết thưa xin vâng như hai đấng đã tin và cậy trông vào Thiên Chúa. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin cầu cho chúng con. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin cầu cho chúng con. Lạy Triều Thần Thánh trên trời, cách riêng các thánh tử đạo Việt Nam, chúng con tự hào vì các ngài đã sống một cuộc đời chứng tá, phản ánh sự thánh thiện của Chúa Kitô cho chúng con bắt chước sống theo. Xin giúp chúng con theo gương các ngài sống đức tin vững vàng, cho dù có gặp những gian nan thử thách trong cuộc đời. Lạy các thánh và các bậc tổ tiên, xin cầu cho chúng con. Lạy các xin mời cộng đoàn đứng. Trong giây phút chờ đón năm mới, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các thánh nam nữ trên trời và các bậc tổ tiên những nén nhang tượng trưng cho hương lòng và những ước nguyện của chúng con, để tỏ lòng yêu mến và kính tin của chúng con. Kính mời cộng đoàn cùng bái lạy với đoàn tế lễ. Chúa xuân đang đến, chúng ta hãy giơ tay đón nhận hồng ân Thiên Chúa và cất lời tôn vinh ca tụng Ngài. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới Chúa.
Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là lạy Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật. Trong giờ phút đón giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa, cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh danh thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Ngài là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Dân Số. Chúa phán cùng Môsê rằng: Hãy nói với A-a-rôn và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel. Hãy nói với chúng thế này: Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh ta trên con cái Israel, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là đấng dựng nên đất trời. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nào. Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là đấng dựng nên đất trời. Xin đấng giữ bạn luôn mọi lúc, đừng để bạn đi lỡ đường sai bước. Đấng hằng chở che Israel đó, nào thiếp ngủ yên sao đành.
Ngày sao khác vầng ô chẳng gầy biên, tôi vầng nguyệt không tác hại khi nào. Chúa hằng chờ che thoát khỏi nguy biên, gìn giữ bạn luôn an toàn. Bạn ra đi hoàng lung về tới, Chúa hằng gìn giữ mãi được an vui. Bây giờ và cho tới tận muôn kiếp, bàn tay Ngài luôn canh phòng. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa, vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Đừng dập tắt Thánh Thần, đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự. Điều gì tốt hãy giữ lại, hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là đấng trung tín, chính Người sẽ thực hiện. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bây giờ Người mở miệng dạy họ rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta đang trong cái thời khắc đón chờ giao thừa, bước vào một năm mới. Có lẽ đây là dịp chúng ta có thể nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra trong năm qua. Lên chưa? Thôi được rồi, tắt điện được. Không kịp thôi, tắt đi. Dẹp màn hình luôn. Chúng ta có thể nhìn ở trên hai cái màn hình nhỏ này. Anh chị em nhìn lại một số hình ảnh về những biến cố xảy ra trong suốt năm qua. Được chưa? Cộng đoàn thấy chưa? Xin cho từng hình đi. Thưa anh chị em, nhìn những cái hình ảnh này, anh chị em cảm giác như thế nào lúc này? Cái hình vừa rồi chúng ta chiếu đó, nó là những cảnh chết vì Covid ở bên Ý, ở bên Ấn Độ. Cái hình đó là hình Ấn Độ. Những cái lỗ chôn tập thể. Những hình ảnh lũ lụt ở cái khu vực miền Trung của chúng ta, cũng như ở cái phía Bắc. Tất cả tài sản, con người đều ra đi hết. Đáng lý chúng ta sẽ có một cái clip tôi đã chuẩn bị, nhưng mà bởi vì cái phương tiện của chúng ta nó bị trục trặc. Đó là hình ảnh của những ngày cao điểm tháng 8, anh chị em nhớ lại. Dịch bệnh đã làm chết trong gần 2 năm qua hơn 2 triệu người. Riêng tại cái thành phố của chúng ta, một thành phố có thể nói là giàu nhất nước Việt Nam, một thành phố mà có thể nói được gọi là hòn ngọc của Viễn Đông, của tấp nập niềm vui, cũng đã rơi vào cái cảnh thê thảm vào trong hai cái tháng 8 và tháng 9. Hơn 20.000 người chết. Những cái hình mà tôi chuẩn bị chiếu cho anh chị em đó là cái cảnh ở cái Bình Hưng Hòa. Ở nơi đó hàng loạt các cái xe tang cứ chờ sắp xếp. Anh chị em có bao giờ thấy một cái xe tang chở 4-5 cái hòm đến đó để chờ vài ngày mới có thể đi vào lò thiêu chưa? Anh chị em có bao giờ thấy cái cảnh một người thân yêu của mình ra đi mà giờ đây xếp như cám mòi ở mười mấy cái container đặt ở giữa cái cánh đồng nóng, hôi tanh mùi bùn ở cái khu Đa Phước, thê thảm. Người ta đưa những cái xác về nơi đó. Thưa anh chị em, nghĩ về những cái cảnh đó, chúng ta hướng về bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói tới 8 cái từ phúc, sống 8 mối cái mối phúc. Bình thường thì chúng ta khi nghe phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai đau buồn, chúng ta nghe những cái từ đó. Phúc cho những ai đói khát, nghe những cái từ đó trong cái những ngày xuân này, chúng ta có thể cảm thấy chói tai. Những ngày xuân thường chúng ta chúc nhau thành đạt, chúc nhau thành công, chúc nhau nhiều cái điều tốt đẹp. Có ai chúc nghèo đói đâu thưa anh chị em, phải không? Nhưng mà rồi cái dịch bệnh, những cái chết vừa rồi đó đã làm cho chúng ta phần nào có thể cảm nghiệm được cái niềm vui hạnh phúc ở thế gian này không phải là những cái thứ
mà dịch bệnh vừa rồi có thể cuốn hút đi hết, mà là cái hạnh phúc miên trường ở trong Chúa. Trở lại với cái ý nghĩa của cái đêm này, đêm giao thừa, có thể nói là cái thời gian nhịp cầu chuyển tiếp giữa năm cũ và năm mới, giữa những cái mà tôi đã trình bày với anh chị em. Có lẽ chúng ta vừa mới thoát khỏi những cảnh lo sợ để rồi bước vào một chút của niềm vui của mùa xuân. Ai trong chúng ta lúc này cũng muốn trút khỏi lòng mình những âu lo phiền muộn của quá khứ. Ai trong chúng ta cũng muốn trút những cái gánh nặng của năm cũ để bước vào năm mới trong hy vọng và tươi vui hơn. Chắc chắn đêm nay cũng như sắp những ngày sắp tới đầu năm, không ai muốn nhắc tới những cái rủi ro của quá khứ cũng như sắp tới. Đêm nay ai cũng thầm mong ước cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, cộng đoàn chúng ta trong những ngày sắp tới của năm mới. Đêm nay dân gian thường gọi là đêm 30 đạp cái thằng bần ra cửa để rồi chờ đón cái phút giao thừa. Sau đó là gì? Sáng mùng 1 giơ tay bồng ông Phúc vào nhà. Thưa anh chị em, ông Phúc ý nghĩa nhất mà có lẽ chúng ta được mời gọi đón lấy chính là các mối phúc mà chúng ta vừa mới nghe, thưa anh chị em. Vâng, thưa anh chị em, đêm nay ai cũng mong muốn được nhiều những cái phúc, cho nên ai cũng cầu chúc cho nhau nhiều cái điều tốt đẹp. Thế nhưng cái ơn phúc từ bài Tin Mừng nói với chúng ta cầu chúc cho nhau không chỉ là tiền của sự may mắn, của tài lộc, mà còn là hạnh phúc miên trường, hạnh phúc của tâm hồn thanh thoát và bình an. Ai chúng ta cũng đã có cái kinh nghiệm này từ dịch bệnh. Vì thế thưa anh chị em, nhìn lại một năm qua chúng ta thấy có những người hạnh phúc bởi vì cách nào đó đã vượt qua được những cái đau khổ, lo lắng, vẫn bảo toàn cho mình được một gia đình hạnh phúc. Nhiều gia đình hôm nay đến nhà thờ trong cái bầu khí đón giao thừa này vẫn còn đầy đủ cả cha mẹ, đầy đủ cả vợ chồng, con cái. Đó là cái hạnh phúc tuyệt vời. Chúng ta lúc này cần tạ ơn Chúa. Cũng có những người đã tìm được hạnh phúc vì đã tìm được cái chân lý, tìm được cái lẽ sống từ sau cái dịch bệnh này, cái ý nghĩa của chúng ta sống chắc chắn phải có hạnh phúc ở trong Chúa. Nhưng thưa anh chị em, vượt lên trên tất cả những được và những mất mát đó chính là những phước lộc mà chúng ta tin rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta lúc này, chính là cái sự sống của chúng ta đã được Thiên Chúa quan phòng gìn giữ chở che cho chúng ta. Ai giờ đây nhìn về cái đời sống gia đình của mình, lúc này ở bên nhau gia đình đoàn tụ rồi ở trong nhà thờ này đầy đủ cả, hãy tạ ơn Chúa về hồng ân sự sống đó. Chúng ta biết rằng sự sống luôn ở ngoài cái khả năng của chúng ta. Sự sống hoàn toàn lệ thuộc nơi Thiên Chúa mà Ngài đã và đang tiếp tục ban tặng cho chúng ta. Nhìn lại một năm qua chúng ta thấy có biết bao nhiêu những tai họa giáng xuống trên địa cầu này, giáng xuống trên cái thế giới này, giáng xuống trên cái thành phố của chúng ta. Chắc chắn chúng ta đã cảm nghiệm được, thấy được cái mạng sống nó trở nên mỏng manh và nhỏ nhoi trước những cái thảm họa dịch bệnh đó. Vì giờ đây có lẽ chúng ta cảm thấy hạnh phúc, nhất là hạnh phúc từ cái lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe. Ước gì thưa anh chị em, những cái giây phút lắng đọng để cho lời Chúa hướng dẫn chúng ta lúc này giúp cho chúng ta có được một cái tâm hồn rộng mở, một cái nhìn nội tâm thật sâu sắc để có thể đọc ra được, nhận ra được biết bao nhiêu cái dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa trải dài trong từng phút giây cuộc sống của mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta trong năm qua.
Có thể nói mỗi cái biến cố xảy đến cho thế giới, mỗi sự kiện xảy ra cho cuộc sống của từng người đều là những cái dấu chỉ mời gọi chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa và yêu tha nhân, yêu nhau hơn. Có những tin vui là dấu chỉ để mời gọi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa. Có những lầm lỗi, những thất bại trong năm qua cũng chính là cái dấu chỉ mời gọi chúng ta ý thức được cái thân phận mỏng giòn của mình để tín thác vào Thiên Chúa hơn. Bên cạnh đó thì với những anh chị em có những mất mát đau thương, mất mát người thân của mình trong năm qua trong cái cơn dịch bệnh đó, chúng ta hãy nhìn đó chính là cái dấu chỉ của thập giá mà chúng ta đón nhận, vén mở để chúng ta có cái niềm hy vọng tin vào cái sự phục sinh mai sau trong Chúa. Ước gì thưa anh chị em, khi đọc ra được những dấu chỉ tình thương đó thì chúng ta sẽ biến những cái dấu chỉ này thành cái bài ca tạ ơn Chúa. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta được mời gọi tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta qua một cái năm đầy biến động, đầy lo âu, giờ đây chúng ta vẫn có những cái giây phút bình an này ở trong nhà thờ để dâng cho Chúa những cái giây phút đón giao thừa này. Có lẽ chúng ta hạnh phúc hơn năm ngoái, phải không anh chị em? Chúng ta cũng tạ ơn Chúa cho chúng ta một cái niềm tin tưởng vào Chúa, để rồi chúng ta không có rơi vào tuyệt vọng trước những cái gian nan, trước những cái thảm họa của dòng đời. Đồng thời chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng những cái giây phút hiện tại này như là hồng ân Chúa ban cho chúng ta một cách thật hữu ích. Đừng để cho cái thời gian hồng ân của năm nay nó trở thành cái hối tiếc vì nhiều cái điều đáng làm cho chúng ta phải kho lại, và những việc làm không nên làm. Xin cầu chúc tất cả chúng ta những giây phút chờ đón giao thừa trong cái khung cảnh của nhà thờ thật ấm áp này, chúng ta cảm nhận được cái tình yêu thật nồng ấm của Chúa đang ở bên chúng ta, và chúng ta quây quần bên nhau trong cái gia đình giáo xứ này. Xin Chúa ban mọi phước lành bình an trong cái giây phút linh thiêng chào đón giao thừa Nhâm Dần. Giờ đây với tất cả tâm tình đó, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng với ca đoàn trong thinh lặng, chúng ta cất cao lên cái lời cảm tạ Chúa qua cái bài Tạ ơn Chúa.
Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng bắt đầu phần dâng của lễ tối đêm nay. Cộng đoàn thân mến, những của lễ chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ đêm giao thừa này tượng trưng cho những ước nguyện tự đáy lòng chúng ta. Giờ đây, cùng với đại diện các thành phần trong giáo xứ, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa của lễ là chính tâm hồn và những ước nguyện của chúng ta. Nến sáng tượng trưng cho Đức Kitô là ánh sáng thật. Nến sáng lung linh cháy còn tượng trưng cho gương sáng của Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh, đặc biệt các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng con xin dâng lên Chúa những ngọn nến sáng này để cầu xin Chúa cho mỗi người tham dự thánh lễ đêm nay được ánh sáng Chúa Kitô soi chiếu, hầu có thể đi chọn con đường Chúa đi. Nhờ cả những gương sáng của các thánh tử đạo Việt Nam, xin cho con dân Việt rạng rỡ và tỏa sáng gương bác ái yêu thương phục vụ đến cho mọi người. Hoa và quả. Hoa và quả là tinh hoa, là kết trái, là tinh túy, là thành đạt. Chúng con dâng lên Chúa những loại hoa và quả này để nài xin tổ tiên, ông bà chúng con là những bậc đã kết trái đơm bông, đã hoàn thành cuộc đời dương thế, thương, đói nhìn và họp mặt với chúng con trong những ngày Tết Nhâm Dần này. Bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất, bánh dày hình tròn tượng trưng cho trời. Đất vuông, trời tròn, chúng con dâng lên Chúa những chiếc bánh chưng xanh này và chiếc bánh dày trắng tinh này là sản phẩm đặc biệt của ngày Tết của quê hương, là gợi nhớ về những ngày xuân sum họp. Cúi xin Chúa cho cuộc họp mặt của chúng con cùng nhớ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ được diễn ra êm đẹp dưới cái nhìn yêu thương của Chúa là tổ tiên của các tổ tiên chúng con.
Xin cộng đoàn ngồi. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ Phật Quật Thôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này, chúng con vui mừng dâng lễ vật lên trước tôn nhân. Quý xin Chúa vui lòng chấp nhận mà cho chúng con biết tận dụng năm tháng ngày giờ để mến yêu phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy hiệu quả tình thương của Cha, mà còn được nhận lãnh bao bao chứng về sự sống muôn đời. Qua vậy chúng con cũng được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần, nhờ người Cha đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Do đó chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ơn phụ sinh. Vì thế hiệp với đoàn cả thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Trời đất trên cả thương trường.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Ngài cầm lấy bánh tạ ơn, bề ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Ngài cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ đi tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng hầu cảnh trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các linh hồn cùng các ý nguyện của mỗi người chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Trong thánh lễ đón giao thừa tối đêm nay, cộng đoàn chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn của một năm cũ. Có thể có những điều tốt đẹp Chúa đã tặng ban cho chúng con mà chúng con chưa nhận ra, cũng như những thiếu sót của chúng con, tâm tình tạ lỗi của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa, đặt vào trong tay Chúa một năm mới mà Chúa đã chuẩn bị ban cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho năm mới của mỗi người, mỗi gia đình của chúng con, cộng đoàn chúng con được luôn luôn tràn đầy tình thương ân sủng của Chúa. Cái đặc biệt chúng con xin hiệp ý với 12 gia đình, xin cầu nguyện cho các linh hồn Anna, Giuse, Damin, Paulo, Phêrô, Alfonso. 15 gia đình cầu nguyện cho linh hồn Maria, Thomas, Anna, Marta. Các gia đình xin cầu nguyện cho Anton, Michael, Cecilia, Juan Bautista, Phêrô, Monica. Linh hồn Joan, Marta, Catarina, Francisco, Xavier, Ines, Rosa, Vincent. Các gia đình xin nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ hai bên. Cái đặc biệt chúng con nhớ tới những người thân yêu của mỗi người chúng con đã qua đời trong dịch bệnh vừa rồi, cùng các linh hồn, các cha cố Giuse và Phêrô. Tất cả là những người con Chúa đã mời gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những người đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà,
Cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chứ con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ cùng toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng Cha trí đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong đêm hồng phúc này, anh chị em hãy trao chúc bình an của Chúa cho nhau. Đây chính Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian, phú cho ai được mời đến dự tiệc chính Thiên Chúa. Jesus.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu thánh Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới này, mà tuôn đổ trên chúng con muôn vạn phúc lộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa anh chị em, chúng ta cũng chuẩn bị bước vào những cái giây phút tuyệt vời, hạnh phúc của năm mới. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng trao cho nhau một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng năm mới cho nhau. Xin mời anh chị em ngồi để tôi có một vài lời. Hôm nay lễ nó kéo dài 1 tiếng 5 phút rồi, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta ở trong những cái ngày chờ đón năm mới thì chúng ta cũng không tiếc gì ngồi lại với nhau. Trước hết thì cái tâm tình của tôi với cộng đoàn giáo xứ, tôi mới về đây thì hôm nay mới được hơn 2 tháng, lần đầu tiên được cùng với anh chị em dâng thánh lễ giao thừa để chúng ta dâng trọn vẹn cuộc sống của mỗi người chúng ta cho Thiên Chúa chúc lành trong năm mới này. Ước mong tất cả những ước nguyện của mỗi người chúng ta trong năm mới này được trọn vẹn. Tôi nghĩ có lẽ ai trong chúng ta cũng đang có những cái ước vọng. Cái ước vọng của riêng bản thân cũng như của gia đình vượt qua. Hôm rồi tôi có đọc trong các cái ý lễ để mà cầu nguyện cho anh chị em xin lễ, rồi hợp ý với nhau trong thánh lễ này. Có một cái ý lễ rất đặc biệt, anh chị em biết cái ý lễ nào không? Xin cho mình ngoài cái được bình an thì xin cho mình năm nay được dùng đủ như lời kinh lạy cha nó dạy chúng ta. Thành ra với cái ý lễ đó, tôi cũng tìm được một cái lời chúc mà rất cảm thấy là rất cần được chia sẻ với anh chị em. Chúng ta thường năm, không biết ở đây các sơ có cái mâm trái cây đó, năm nay chúng ta thấy thì bánh chưng, bánh dày đó là những cái của dân tộc nó kết tinh cộng với thánh, với bánh lễ để chúng ta dâng lên Chúa của lễ mỗi ngày của chúng ta, của lễ mà rất cần thiết trong cái đời sống thường ngày của chúng ta. Không biết là nó có như cái mâm trái cây đó, là người ta hay nói là gì đây, cầu dư, tức là dưa đủ xài, cầu dừa đủ xài, cầu dư đủ xài. Nếu mà có trái chôm chôm nữa thì cầu chôm vừa đủ xài, cầu chôm dư xài, những cái đó. Nhưng mà tôi thấy cái lời chúc này nó khá là gần gũi với chúng ta, xin đọc với anh chị em. Chúng ta cầu chúc cho nhau năm nay vừa đủ hạnh phúc để mà chúng ta giữ tâm hồn của mình được ngọt ngào, vừa đủ thử thách để giữ cho bạn luôn kiên nhẫn, vừa đủ hy vọng để cho bạn được hạnh phúc, vừa đủ thất bại để bạn mãi khiêm nhường, vừa đủ thành công thôi để giữ bạn mãi nhiệt tâm, vừa đủ bạn bè để bạn được an ủi, vừa đủ nhiệt tình để đời bạn được thêm hân hoan, vừa đủ niềm tin để xua tan những thất vọng, vừa đủ cậy trông để biết mình luôn cần có Chúa. Và tôi nghĩ trong những ngày Tết thì chắc anh chị em thế nào cũng chuẩn bị những cái món ăn riêng của mình sao cho đãi bạn bè rồi gia đình trong những ngày họp mặt. Tôi về đây được 2 tuần nhưng mà được mấy ông, mấy bà, mấy cô, mấy chị ở trong hội đồng mục vụ cũng như trong hội đoàn cũng đãi tôi nhiều cái món ăn nghe cũng hấp dẫn lắm, như là cái món gì đó, món giả cầy nè, rồi cái món
Món gì tôi không nhớ. Nhưng mà tôi cũng hay tự nấu ăn. Trước đây tôi tự nấu ăn 8 năm, gần 8 năm ở dưới kia tôi tự nấu ăn. Cho nên là cũng có những cái món ăn cũng có thể đãi với ông bà anh chị em. Riêng cái món mà tôi muốn đãi với anh chị em hôm nay mà tôi cũng nấu mãi nó chưa thành công. Thành ra mời anh chị em cùng tôi mình học nấu cái món ăn này. Cái món ăn đêm giao thừa để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới. Món ăn này gồm những nguyên liệu như thế nào? Chúng ta lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch các cái mùi cay đắng, cái mùi ghen tị, để rồi sau đó để cho ráo nước. Rồi tuần tự cứ mỗi tháng xách ra, cắt ra 28, 29, hay 30, hay 31 ngày. Sau đó trộn đều với một chút của sự yêu thương phục vụ ở trong gia đình, một chút tin yêu, một chút kiên nhẫn, một chút can đảm, cho vào đó thêm một chút cố gắng, một chút hy vọng, một chút trung thành. Rồi ướp thêm gia vị. Các cái gia vị cần thiết mà chúng ta ướp nó ra, đó là tin cậy mến, sự lạc quan, tự tin và một chút hài ước. Sau đó đem ngâm một chút vào cái dung dịch của cái lòng thương xót của Chúa. Sau đó anh chị em cứ vớt ra, xây nhỏ, đổ tất cả vào cái nồi yêu thương và nấu cái món ăn đó mỗi ngày với cái lửa hân hoan vui mừng. Và sau đó chúng ta đem ra ăn với nhau trong cái bầu khí gia đình cộng đoàn, với cái nụ cười, trong cái chén bao dung. Nếu mà chúng ta tập hợp được các nhiên liệu vào để nấu cái món ăn này, tôi nghĩ chắc chắn anh chị em sẽ có được cái món ăn tuyệt vời mà Chúa rất yêu thương, mà Chúa rất là thích. Và chắc chắn ai trong chúng ta cũng có thể thích cái món ăn đó. Ước gì tôi với anh chị em mỗi ngày trong cuộc sống của mình, mình tập hợp được cái gia vị đó để nấu cái cuộc đời của mình bằng làm sao cho cái món ăn nó được thơm ngon, để mà lan tỏa cái yêu thương ở nơi chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Xin gửi tới quý ông bà anh chị em một năm mới tràn đầy cái tình yêu thương của Chúa, và một năm mới nhiều cái phúc lành chúng ta được tin Chúa và chia sẻ cho nhau trong năm mới này. Xin chân thành cảm ơn và chúc mừng anh chị em. Giờ đây xin anh chị em chúng ta đứng cùng đón nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràng phúc lành của Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm nay được hồn an xác mạnh. Xin Thiên Chúa giữ gìn anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức kệ, và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mênh. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.